Bản tin lúc 18 giờ ngày 28 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận một ca mắc mới là người nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.173 bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân 1.173 là bệnh nhân nam, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20 tháng 10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 3, ngày 27 tháng 10, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 13 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Được cách ly ngay tại Bắc Giang là 11 ca và Bắc Ninh là 2 ca. Cũng trong ngày 28 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo về ca nhiễm COVID-19 là chuyên gia Hàn Quốc từng lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và lịch trình di chuyển của vị chuyên gia này. Cụ thể, đây là bệnh nhân nam 48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là chuyên gia của một doanh nghiệp Nhật Bản có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Ngày 29 tháng 7 năm 2020, chuyên gia này nhập cảnh Việt Nam, sau đó cách ly tập trung tại Hà Nội và xét nghiệm kiểm tra COVID-19 theo quy định. Bệnh nhân không có yếu tố tiếp xúc với trường hợp nào xác định nhiễm SARS-CoV-2 trước đó. Ngày 24 tháng 10, bệnh nhân rời Việt Nam đến Nhật Bản. Trước khi rời khỏi Việt Nam, bệnh nhân không thực hiện xét nghiệm. Tại sân bay Narita của Nhật Bản, chuyên gia này được xét nghiệm nhanh kiểm tra COVID-19, tìm kháng nguyên qua mẫu nước bọt theo quy định của Nhật Bản và cho kết quả dương tính. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là kết quả sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên. Trường hợp này sẽ được cơ quan y tế Nhật Bản thực hiện thêm xét nghiệm chuẩn đoán RT-PCR để khẳng định có thực sự mắc COVID-19 hay không. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC chưa nhận được kết quả khẳng định từ phía Nhật Bản. Về lịch sử đi lại và tiếp xúc của bệnh nhân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, chuyên gia người Hàn Quốc đến làm việc ở một số tỉnh thành của Việt Nam, trong đó sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 24 tháng 10. Hiện các cơ quan y tế đã điều tra và ghi nhận được 48 trường hợp tiếp xúc gần, tiếp cận được 47 người để cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Người còn lại đã rời Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 42 người đã có kết quả âm tính và 5 người đang chờ kết quả. Về số người cách ly, hiện nay là 14.819, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 175, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.523, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 1.121. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.062 trên tổng số 1.173 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị, đã có 6 ca âm tính lần 1, 3 ca âm tính lần 2 và 8 ca âm tính lần 3. Số ca tử vong ở nước ta tính đến nay là 35 ca.